cuộc chiến giữa bò khổng lồ với voi ma mút. Cách đây rất nhiều năm, trong một khu rừng già đã từng tồn tại một hồ nước ma thuật. Nó là linh hồn của loài voi ma mút to lớn và được loài voi này canh giữ để đảm bảo sự bình yên cho khu rừng. Vì hồ nước này có phép thuật biến hóa mọi thứ trở thành to lớn hơn và có sức mạnh như loài voi ma mút. Một hôm nọ, có một con voi tên là Asin với thân hình nhỏ bé. Nó có ham muốn có được sức mạnh và biến hóa trở thành một con vật to lớn đứng đầu mọi loài. Voi Asin đi đến bên hồ nước ma thuật. Bên cạnh hồ nước có những con voi ma mút đang canh giữ. Hai voi ma mút phát hiện ra có kẻ đột nhập vào khu vực linh thiêng, liền lao đến tấn công voi Asin. Cuộc chiến bắt đầu diễn ra quyết liệt. Voi Asin đã bị ngã xuống với nhiều vết thương trên cơ thể, nhưng nó tận dụng sơ hở và vùng dậy, húc mạnh làm những con voi ma mút bị động và ngã xuống. Voi Asin lấy hết sức lực còn lại lao đến bên hồ nước. Nó uống nước thần và lao thân mình vào trong nước ma thuật. Ngọn nước bắt đầu chuyển động, dâng lên cao rồi hạ xuống. Rồi xuất hiện một con voi ma mút khổng lồ màu đen với sừng dài và mắt màu trắng. Những con voi ma mút còn lại đều sợ hãi, chúng lùi bước về sau và quỳ gối trước sức mạnh của con voi ma mút màu đen này. Voi ma mút màu đen không ai khác, chính là voi Asin nhỏ bé được biến hóa thành. Với dã tâm thống trị các loài động vật, voi ma mút màu đen đã đi tìm các đối địch khác để hạ gục chúng, các loài đó phải phục tùng mình. Nó tìm đến loài bò sinh sống gần đó. Cuộc chiến giữa voi ma mút màu đen và những con bò diễn ra. Những con bò chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ lãnh thổ của mình. Tất cả những con bò đều ngã xuống dưới sức mạnh và tàn bạo của voi ma mút màu đen. Thật may mắn, có một con bò đầu đàn vẫn còn sống và dùng hết sức lực cuối cùng phi đến phía hồ nước ma thuật. Mặc cho sự ngăn cản của đàn voi ma mút canh giữ, nó lao thẳng vào giữa hồ nước. Hồ nước cũng tỏa ra những làn nước và biến hóa thành một con bò khổng lồ sừng vàng. Nó vô cùng to lớn và cũng có được sức mạnh của loài voi ma mút, húc tung những con voi ma mút nào ngăn cản trên đường đi của nó. Nó bắt đầu lao về phía voi ma mút màu đen. Cuộc chiến giữa bò khổng lồ với voi ma mút diễn ra làm rung chuyển cả một khu rừng. Cuối cùng, khi có được sức mạnh và tinh thần bảo vệ bầy đàn, bò khổng lồ đã chiến thắng. Voi ma mút màu đen vội bỏ chạy về phía rừng sâu và nó biến mất từ đó đến nay. Video này được thực hiện với mục đích giải trí, hài hước, không có ý xúc phạm cá nhân, tôn giáo hay bất kỳ hoàn cảnh nào. Không có sức mạnh nào là tồn tại mãi mãi, chỉ có dũng cảm và đồng lòng mới là vũ khí lợi hại nhất để chiến thắng kẻ thù. Các bạn đừng quên đăng ký kênh và theo dõi kênh để cùng theo dõi những video tiếp theo của tôi nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.